Cái nước này em xem đó, nó có nóng không? Nóng ấy. Nóng lắm à gì? Pha mì tôm được đấy. À, pha mì tôm thì được. Cái này để các bạn sầm như pha mì tôm này rồi. Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi theo chân một người em đi vào có một người em tôi quen biết đấy. Ta biết một cái điểm, một cái khu du lịch gọi là suối nước nóng thuộc huyện Đam Lông, tỉnh Lâm Đồng. Đây, cái suối nước nóng này nó nằm trong rừng nhé các bạn. Thực tế cái suối nước nóng này thì tôi cũng chưa biết, cho nên hôm nay tôi sẽ mời các bạn đi cùng với tôi đi tham quan xem. Và cũng tôi có người em gọi được một người, tức là cũng thổ địa ở vùng này, thì sẽ giới thiệu kỹ cho các bạn, tức là cái suối nước nóng này nó nằm ở cái vị trí nào. Rồi, mời các bạn cùng với tôi đi tham quan thử coi xem trong này nó có cái gì hấp dẫn không. Chắc chắn là bởi vì tôi nhìn xung quanh đây thì toàn rừng núi không ạ? Rừng không ạ? Xung quanh đây là rừng. Thì chắc chắn là tôi nghĩ là nó cũng chưa có gì, mới còn đang hoang sơ đó. Nó cũng chưa có gì gọi là đẹp là hay là một cái bàn tay của con người nhân tạo. Ở dưới thì tôi đi ở dưới kia thì cái con đường dưới đây này là con đường cũng đang hình thành, cũng đang làm lên, tức là cũng đang hình thành một cái khu du lịch, chắc chắn là một thời gian tới là sẽ rất là đẹp đấy. Cho nên hy vọng một thời gian tới nó sẽ là một cái điểm du lịch hấp dẫn. Vì tôi thấy là cái nếu mà vào đây mà nghỉ ngơi thì hoặc là tham quan đấy, nó là trong rừng rất là tuyệt vời đấy. Thôi mời các bạn cùng tôi đi tham quan một chút xem như thế nào nhé. Đây, xung quanh thì cũng toàn là cây. Cây này là cây rừng nguyên sinh luôn này các bạn, chứ không phải là rừng trồng này. Tôi đi vào cũng khá là xa mà trong cái đường đi ấy, trong cái đoạn đường đi vào đây ấy, rất là đẹp. Những cái ruộng bậc thang. Tôi sẽ quay tổng ở trên này cho các bạn coi. Trong kia là cũng nhiều người đang ăn uống nghỉ ngơi. Đây một cái bãi ngổn ngang, nào là non bia này, còn đây còn cái nguồn của suối thì đây tôi sẽ quay cho các bạn coi cái nguồn nước của cái suối này. Đây cái suối nước nóng là cái nguồn của nó là dưới này, nguồn của nó là cái nguồn nước của nó là dưới này. Ở đây là cứ thứ bảy chủ nhật là chắc là dân địa phương ra đây cũng đông đấy chú nhỉ? Đúng rồi. Là thấy ăn nhậu tắm lửa hả? Đây cái nguồn nước là nó ở dưới này.
là mọi người xuống đây là tắm. Thế là nước này thì lúc nóng lắm thì nó là rờ tay vào được cái gì ấy. Ừ, đúng rồi, rờ tay này, nó mà táng cho nó mà người ta nó mà đớm bệnh. À, đớm bệnh đó, nó mà có bệnh rồi nó mà người. À. Tắm là đỡ bệnh. Tắm là đớm bệnh nó thế nó mà không biết nó có phải không người ta cứ không đúng rồi, tại vì như theo cháu biết thì cái nước ấy, nguồn nước tại vì nó nóng á thì nó phải ở rất là sâu. Nó ở dưới tức là sâu nó đẩy một có một cái mạch nước ở dưới thật sâu nó đẩy lên, tức là gần nước trên thì không bao giờ chuyện nó nóng được rồi. Đúng rồi. Ơi cảm ơn cô chú nhá. Cháu để cho xuống tí nữa cho xuống cho tham quan cái mạch nước này coi xem làm như thế nào. Nó nóng làm sao. Chơi đi. Cháu quay để đi quảng bá tức là du lịch của các địa phương đi đâu để quay đó. Để cho mọi người biết đến nhiều khi đất nước mình nhiều những cái là rất là đẹp. Nhưng mọi người thì không biết tới, có người biết có người không thì mình đi đâu thì góp phần vậy thôi, mình là người thích du lịch. Đúng rồi. Kia không phải là chưa thấy có mục đích gì nhưng mà nghĩa là du lịch là cháu thích rồi. Xung quanh này thì nếu mà ở đây mà đi vào đây trong đây đâu chú hang này đúng là quay chú có kia đấy quay cái thằng nguồn nước mát nước rồi dạ quay vào chỗ này quay cái mát nước là cái nước nó ngon. Đây thì cái đường xuống thì cũng chưa được làm cho đẹp cho nên cũng rất là nguy hiểm. Xuống này thì nguy hiểm lắm đây. Xuống này mà nó đây. Cứ để cái máy đó cho anh. Cái máy đó chứ. Ừ. Để đấy không ai nãy chắc không ai nãy đâu. Để tí đây cái đường này đi xuống này. Đường kia thì có mấy cái thanh cây xuống thì dưới này thì bà con xuống đây mọi người đến đây thì tắm một tí. Đấy nghe chú kia chú giới thiệu là đây là tắm là chữa được bệnh. Tắm đây là anh chị người ở đây à? Đến đây tắm à? Cái nước này em xem nó có nóng không? Nóng ấy. Nóng lắm à gì? Kìa kìa, khói bốc nghi ngút kìa. Nóng. Nóng. Dạ. Thế nào ạ? À, trên máy quay. Quay. Dạ, máy quay. Máy. Dạ. Đây này, cho các bạn xem này. Nước này đây này, có khói bốc nhưng mà nếu mà chờ nếu mà rờ một lúc là nóng bỏng tay đấy. Đó. Đây này. Rờ một lúc là các bạn rờ một thành nhấc tay là nóng. Hay thật. Có một cái nguồn nước rất là hay luôn. Rồi, trong trong này nó hấn từ trong này ra này. Chắc chắn nó phải có một cái mạch đây là khói bốc nghi ngút đây nha. Khói cái này thì luộc trứng thì không luộc được nhưng mà nếu mà các bạn dùng máy pha mì tôm thì được, cái này để các bạn sầm như pha mì tôm được. Pha mì tôm nó ok đấy. Đúng rồi, khói bốc khói như hút. Hay. Tạo hóa thiên nhiên rất là kỳ thú đây các bạn. Những ai chưa tới thì chúng ta nên ôm hết thì xem nó có ôm được không. Cái này thì nhưng nghĩ là cái mạch nước này nó sẽ nằm rất sâu.
Để thử xem uống được không. Không. Nước này đây, anh đang uống thử, mình cũng vừa uống thử này. Cảm giác là nó không bị tanh. Nếu như anh uống nước suối thường, suối kia là nó anh thấy nó tanh không? Nó tanh tanh, nhưng nước này uống rất là ngọt nha, đúng không? Ngọt mà nó không có cái mùi tanh đó. Nó như kiểu là nước mình đun mình nấu lên dùng cái nước nước nọc đó. Nhưng mà nó lại không có vị tanh thôi, nhưng mà nó chưa. Nhưng mà uống có cảm giác là y như là cái nước mình chưa đun đun mà nó chưa sôi á. Anh tên gì nhỉ anh nhỉ? Đài. Anh là người ở đây luôn này. Vừa nãy hỏi chú kia mà chú nói mà địa chỉ ở đây là ở đâu mà em nghe không rõ. Nam Nung. Xã Nam Nung ở cái hết. Tức là đây nó vào trong cũng khá sâu rồi, trong rừng sâu rồi, rừng sâu rồi đấy. À, các bạn nếu mà có gọi đi phượt đấy thì. Nhưng mà người ta gọi là nó thì đúng là đồi Nam Nung. Đồi Nam Nung. Đồi Nam Nung. Đồi Nam Nung. Đồi này là người ta gọi là đồi Nam Nung mẹ này. Đồi Nam Nung mẹ. Đồi Nam Nung mẹ. Cái đồi Nam Nung con là đằng kia. Đồi này là cao nhất mà. À. Cái đỉnh này chắc khá cao đấy nhỉ. Cái này chắc là không, nhưng mà đến đây thì cũng không thể như trên không như Đà Lạt được. Nó vẫn tầm cỡ khoảng 700 mét so với mực nước biển hướng tầm đó. Ở đây nói chung là cái có cảm giác xuống không? Cái này là sao sẽ tắm thì khoảng nó rồi. Tắm nói chung là tắm theo kiểu là thoáng qua thôi, chứ như cái anh mà ngâm người là nó nóng. Ngâm người là ngâm không được. À, ngâm người không được. Cái này anh Dũng chán quá. Dạ. Dạ được rồi chú. Vậy là biết sơ sơ để về sau này là có hình thành được còn tới tiếp. Còn bây giờ thì giới thiệu để cho mọi người. Dạ. Cái này cái đường đèn đen thì không dám lên rồi. Giờ này đi quay lại đường cũ. Dưới này nhiều rác quá. Đó, các bạn, tức là chưa quy hoạch được cho nên rất là nhiều rác. Thế này cũng là một cái nguồn tài nguyên của huyện này đó. Cho nên hy vọng là một thời gian tới huyện này sẽ quy hoạch tốt để có một cái nguồn tài nguyên, nguồn thu nhập cho huyện nhà phát triển. Rồi, đứng đây check in một cái đây. Coi đánh dấu là nơi mình đã tới. Rồi, các bạn nhớ đăng ký, chia sẻ, ủng hộ cho tôi nhé. Đây, hai chú chó mình. Đấy. Rồi. Biết đâu một ngày nào đó chú sẽ thấy chú ở trên trên mạng, mọi người sẽ biết đến chú nhá. chú tên gì nhỉ? Tên là Bó. Bó. Bó A Bó. À Bó, A Bó, chú A Bó. Nhá, đây là chú A Bó nhá. Hôm nay chú cháu gặp nhau. Rồi. Gặp nhau. Cái gì? Mít á? À? Mít, cái mít. Đây, hai anh em mà lúc đầu là tôi giới thiệu các bạn đấy, nhưng gặp chú kia thì hỏi luôn địa chỉ. Đây, vừa nãy quay ở dưới này có phạm vào âm nhạc cho nên phải cắt âm tiếng, bây giờ quay lại. Quay lại cái khu dưới này cho các bạn coi nhé. Có vẻ thư giãn nhỉ? Quá
quá đã luôn rồi. Xem dám xuống xem cái suối dưới này là nó có còn nóng, nước nó còn nóng không? Vẫn nóng luôn các bạn. Nó nóng hơn không anh? Vẫn nóng nhưng mà nó không, trên đó nóng hơn nhiều. Đúng rồi. Nóng hơn nhiều luôn. Nó đầu mà. Đây nó vừa. Để con nít nó tắm được cái này nó nóng. Trên đó không tắm được. Ngắm mà ngâm một lúc này. Cái đó là bằng ngoài cái hồ kia. À. Trên đó mà ngâm một lúc là pha được mì luôn á. Đây ở dưới này là mấy cái hồ. Xin chào. 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 Ngoan đấy. Kia có cái biển là bỏ rác vào thùng và có cái thùng rác đây nhưng mà chắc là không được rồi. Rác nhiều lắm. À, đi. Đi thôi. Rồi, chào tất cả mọi người nhá. Trên đường đến với suối nước nóng Đạ Nong thuộc xã Đạ Nong, huyện Tam Nông, tỉnh Lâm Đồng, các bạn cũng đừng quên ghé qua một bể nước nóng và nghe kể về sự tích suối nước nóng và bể nước nóng ở nơi đây.